Việt Audio Vĩnh Long xin chào anh em. Cảm ơn anh em đã đăng ký kênh của Việt Audio Vĩnh Long. Thì giờ này ở bên ngoài nó cũng có nhiều tiếng ồn, thì mong anh em thông cảm. Thì em cũng tranh thủ dữ lắm nên mới test được cái đôi loa này gửi đến anh em. Thì xin thưa với anh em, trước mắt anh em là đôi loa của hãng JBC SK700. Thì JBC này là với hãng Victor là chung một hãng. Nhưng mà cái dòng JBC SK700 này thì rất là hiếm trên thị trường, rất là hiếm trên thị trường. Hầu như là những người sở hữu được những đôi loa như thế này thì chỉ đếm trên đầu ngón tay thôi. Cái dòng loa JBC thì rất là nhiều, nhưng mà dòng loa JBC SK700 này thì rất là ít. Rất là ít nha anh em. Thì đôi loa này nó sở hữu một chép đôm, một chung giấy phẳng 12 và một bát có đường kính là 25. Màn giấy gân mút, gân này mình đã thay nha, đã mục, và tất cả các cái vòng bằng nhôm ở phía trước này còn đẹp long lanh xuất sắc luôn, không có oxy hóa, không tì vết gì cả. Lưới e căng thì còn đầy đủ nha. Đôi loa này tình trạng đẹp xuất sắc nguyên zin. Thì đôi loa này nó sản xuất vào năm khoảng 78. Thì độ nhạy của đôi loa này rất là cao. Độ nhạy đôi loa này 92 dB. Thì chính cái độ nhạy cao đó thì nó rất là dễ phối ghép âm ly. Để cho anh em phối ghép âm ly thì em sẽ quay phía sau ha, để anh em xem góc cạnh của loa rất là đẹp. Góc cạnh không bể nở. Đây em sẽ dời rồi. Thì anh em thấy nó đẹp thì đẹp theo kiểu dạng hàng bãi thôi, chứ còn mà nếu mà nói long lanh như hàng mới thì không có. Đây là bụi thôi nha anh em, mình chưa có dọn dẹp vệ sinh ha. Thì đôi loa này trở kháng của đôi loa này là 8 ohm. Công suất đầu vào là 120W. Một thùng thì thùng gỗ lạng rất là đẹp. Thùng gỗ lạng rất là đẹp và sang trọng. Thì chất âm của đôi này rất là tuyệt vời. Em đã test nghe cả ngày nay rồi. Thì hôm nay em mới làm clip này để chia sẻ đến anh em. Thì cũng đã đánh qua nhiều chiếc âm ly thì rất là hợp, rất là dễ phối ghép. Thì em đang ghép với chiếc âm ly Harman Kardon 630. Rồi, em xin giới thiệu đến anh em chiếc âm ly Harman Kardon 630 này, nó chạy 4 con sò sắt nha. Tình trạng đẹp xuất sắc. Tình trạng đẹp xuất sắc nguyên zin. Tình trạng đẹp xuất sắc nguyên zin thì anh em thấy đèn FM rất là đẹp ha. AM FM hoạt động rất là tốt. Chiếc âm ly này có giá là 6.500.000 và đôi loa có giá là 7.000.000 đồng. Thì đôi loa này là một đôi loa nhập xuất châu Âu nha anh em. Thì anh em thấy chất âm của đôi này là tuyệt vời. Anh em nào sở hữu được nó thì anh em sẽ cảm nhận được chất âm của nó rất là tuyệt. Và em sẽ test cho anh em nghe thử một đoạn. Và anh em cũng thông cảm, đây là những cái bản test này em test bằng điện thoại nha. Thu bằng điện thoại thì chất âm nó không có như anh em nghe trực tiếp. Chủ yếu là test cho anh em thấy là loa nó còn hoạt động tốt thôi. Chứ còn mà mình muốn test cho một đôi loa mà chất âm nó hay hay không thì không thể mà sử dụng cái điện thoại mình quay như thế này và mình nghe mình thẩm âm được cái đôi loa nó hay hay dở. Rồi bây giờ mà anh em chúng ta cùng nghe thử nha. Thì giờ này do ban đêm nên nó hay chối ánh đèn nên nhìn thấy cái đôi loa nó không đẹp lắm, nhưng bên ngoài nó đẹp xuất sắc đó nè. Rồi giờ em sẽ dùng nguồn nhạc trên kênh YouTube test cho anh em nghe thử một đoạn nha. Cha tôi về ngày xưa thơ mộng đôi.
Cảm ơn anh em nha. Chào anh em. Hẹn gặp lại anh em trong những clip sau nha.